Ào tối khi những đức tu xong bắt cái công đoạn mà quý chú làm những kỷ niệm đã qua từ lúc những đức mới đến chùa thì thấy rất ốm và đến khi những đức cộng tu lúc mới đến chùa rồi ngồi ăn cơm lúc nhà ăn cũ ngày xưa, rồi phóng sanh lúc những đức mới đến chùa, rồi đi đến cộng tu và cho đến chương trình những pháp hội lớn và khiếm thị và những chương trình mà mỗi năm sinh nhật của những đức. Khi những đức coi qua rồi cái thấy đúng là những dấu ấn kỷ niệm khó quên, thật sự khó quên. Nếu ai coi qua được những công đoạn này và những thước phim này khi bị coi qua, chắc chắn có khi có quý vị nằm trong đó, có quý vị ở đó và có những kỷ niệm mà chúng ta đã từng trải qua rất đẹp, thật sự những kỷ niệm rất đẹp quý vị. Nhưng Đức mong rằng những kỷ niệm này nó là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta. Không có cái gì có thể xóa tan được. Và chúng ta là những con người hữu duyên đến với cái cuộc đời này. Và chúng ta được viết pháp môn niệm Phật. Nhưng Đức gửi lời đến với tất cả những người hữu duyên khi đã trải qua những ngày tháng mà chúng ta đã gặp, có những cái vui cái buồn trong cuộc đời này, những đức luôn luôn mong quý vị dù trong hoàn cảnh thuận nghịch nào quý vị cũng tiếp tục niệm Phật. Không vì một lý do nào đó buồn trách không vừa lòng mà bỏ pháp môn tịnh độ. Phải nhớ, nhớ kỹ là phải nắm chắc câu Phật hiệu này. Khi những đức coi những thước phim này quý vị, khi những đức nói chuyện xong một chút quý vị coi, khi những đức coi những công đoạn này, trong lòng những đức rất xúc động. Và những đức hỏi lại chính mình đến với cuộc đời này và mình có sứ mệnh gì, có nhân duyên gì, đã gieo từ hồi nào, đời kiếp nào mà nhân duyên của mình đến chúng sanh thù thắng như vậy. Khi vị nghe công đoạn này một chút, quý vị coi những thước phim này lắng động tâm lại, vị coi đi, đúng là những kỷ niệm đẹp của chúng ta cái ở cuộc đời này. Đây là những kỷ niệm cực kỳ khó quên. Tất cả Phật tử, những vị trưởng đoàn trong nước ngoài nước, chúng ta đã kết hợp lại và tổ chức những chương trình, những pháp hội mà những đức nghĩ rằng về sau này không biết còn những pháp hội này xuất hiện hay không. Đây là những kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời chúng ta quý vị ạ. Dù sau này cuộc đời có đến với chúng ta như thế nào, nhưng Đức cũng mong rằng quý vị đừng bỏ câu Phật hiệu. Hãy buông xuống những cái hận thù trong lòng mình. Nhưng Đức nói rằng chúng ta đừng nên thất vọng với nhau. Vì nhân duyên trong cuộc đời này khi đến với nhau có thuận có nghịch. Nhưng Đức cũng làm bằng cả tấm lòng mình, tặng đáy lòng mình đến với vị rồi. Dù những đức có những lỗi lầm gì đó, những đức cũng mong rằng chúng ta nên buông xuống cái tâm hận thù, buồn trách, buông xuống cái tâm thất vọng. Chúng ta hãy hướng đến Phật A Di Đà là mục tiêu chính của cuộc đời chúng ta.
để hướng đến giải thoát quý vị à. Nhớ, khi những đứa coi những thước phim kỷ niệm này, trong lòng những đứa rất là dạt dào. Và sáng hôm nay khi tu xong với quý vị, những đứa có công đoạn này nói chuyện với quý vị một chút, rồi quý vị sẽ coi những công đoạn này, quý vị sẽ thấy một con người mà đã từng hướng dẫn quý vị niệm Phật, một con người mà đã trải qua những thời gian rất vất vả, cực kỳ khó khăn, rồi đi đến nổi tiếng và tổ chức những chương trình, thật lòng mà nói chấn động, từ con người sống tới người đã mất. Những đức nghĩ những pháp hội này có thể động đến cõi chợ, nên nhiều chương trình mình dù là trước đó mưa gió cỡ nào, nhưng khi vô chương trình không bao giờ mưa. Tới giờ những đức tổ chức chương trình dù chuyển đen mịt mù nhưng không bao giờ mưa. Đây là một chương trình mà động đến lòng người và động đến cõi chợ. Quý vị hãy coi đi, đây là những kỷ niệm mà trong cuộc đời của những đức và quý vị, những kỷ niệm này cực kỳ khó quên quý vị. Đừng nên xóa tan nó, đừng nên vì một cái gì đó của nhân quả trong cuộc đời này. Khi chúng ta đi đến đây, chúng ta đều là những người thị hiện, có thịnh thì ắt có si, vì phải nhớ chỗ này. Nên trong kinh Đức Phật dạy, chúng ta đừng mê trong nhân quả, dù thiện hay ác chúng ta cũng phải niệm Phật. Nhớ kỹ chỗ này. Những đức nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý vị, tất cả những người những đức đã từng biết qua, những người đã từng đến với những đức. Những đức luôn luôn mong quý vị buông xuống cái tâm hận thù, buông xuống cái tâm thất vọng, hãy hy vọng với Ai Di Đà Phật, hãy nương vào Ai Di Đà Phật. Tuyệt đối đừng bỏ pháp môn tịnh độ, tuyệt đối đừng bỏ niệm Phật. Đây là những kỷ niệm cực kỳ đẹp trong cuộc đời chúng ta khi đến với nhau. Quý vị nhớ kỹ, nhân duyên này không đơn giản. Và hiện tại những đức dẫn niệm Phật và dẫn đồng hành với vị, dù là những đức có chuyển hình tướng nào, những đức cũng đồng hành với vị bằng cả tấm lòng, cả cuộc đời của những đức. Dù những đức có như thế nào, dù những đức có nổi tiếng làm người xuất gia, dù những đức không còn nổi tiếng làm người cư sĩ, thì cả cuộc đời này của những đức, dù gặp một người nghe những đức khuyên niệm Phật, những đức cũng nói. Và những đức dùng đa dạng phương tiện mong chúng sanh hưởng được pháp môn tịnh độ thù thắng này, báo ơn Thầy, báo ơn Phật Bồ Tát, chân thật cái tâm đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Khi những đức coi những thuốc phim kỷ niệm này, từ thời điểm mới bị nhìn những đức ốm o gầy mòn làm việc, từ một con người như vậy, rồi từ từ bước lên cái đà danh vọng, trở thành một con người nổi tiếng từ trong nước ngoài nước, đa vàng ai cũng biết đến. Và những pháp hội chương trình không tưởng tượng được. Bất cứ ai coi qua những pháp hội này, quý vị hãy nhìn rằng nhân duyên này không đơn giản. Mỗi một người chúng ta phải nhận thức rằng trong cuộc đời này là vô thường, có thịnh ắt nhất định có si. Có sinh ắt nhất định phải có tử, để nhắc nhở chúng ta như một con diều bay cao, không thể nào nó bay cao hoài được, nhất định nó phải rớt xuống. Và khi rớt xuống chúng ta phải tiếp tục làm sao? Phải tiếp tục niệm Phật. Cũng như bản thân những đức, quý vị thấy những đức khi nói chuyện với quý vị, những đức cũng nói rất nhiều lần, một ngày nào chúng ta cũng sẽ chia tay. Và cương vị những đức làm này, một ngày nào có khi những đức cũng không còn làm nữa. Quý vị thấy rõ ràng. Nên mỗi một người đừng thất vọng, đừng tuyệt vọng, hãy hy vọng với Ai Di Đà Phật, hãy hy vọng với bổn nguyện Đức Phật Ai Di Đà. Đây là điều đặc biệt tuyệt vời nhất. Nhớ kỳ, cả đời nắm chắc ngay câu Phật hiệu. Đừng bao giờ vì một lỗi lầm nào, bất cứ của ai,
mà chúng ta lại xóa tất cả những kỷ niệm mà đã qua. Chúng ta đã từng có những kỷ niệm cực kỳ đẹp. Nhưng Đức nói rằng kỷ niệm con người thì rất nhiều kỷ niệm, nhưng đây là những pháp hội, những khóa tu, những chương trình mà quý vị hãy coi kỹ đi, thấy đây là những kỷ niệm không thể nào trong cuộc đời chúng ta quên được. Và đây là một mối nhân duyên cực kỳ đặc biệt, cực kỳ tuyệt vời. Vì coi cho thật là kỹ. Nhưng Đức tin rằng có những người coi, quý vị có những cái vui, cái buồn lẫn lộn nằm bên trong. Và những Đức tin rằng có những người coi cũng sẽ rơi nước mắt vì những kỷ niệm đó quá sâu sắc vào tâm khảm của chúng ta. Khi những Đức coi, những Đức rất ngậm ngùi vì không ngờ rằng trong cuộc đời của mình đến cái cuộc đời này, mình sinh trong một gia đình nghèo khổ, bản thân cũng không có học vấn gì, chỉ có gặp ngay pháp môn niệm Phật, mà con người này làm những cái việc bản thân những Đức khi coi lại, bản thân những Đức cũng không tưởng tượng rằng mình có thể làm được những việc như vậy. Dù nó đã qua, dù nó đã qua. Và chính quý vị là những con người ở trong những pháp hội lớn này, mà mãi về sau biết có còn những pháp hội này xuất hiện hay không. Đây là pháp hội tịnh độ, gieo duyên tịnh độ cho bao nhiêu chúng sanh, từ người trực tiếp trong pháp hội này và những người coi qua những pháp hội này. Quý vị nhìn nhận sẽ thấy rằng tịnh độ cực kỳ thù thắng. Những Đức gỡ đến tất cả những người thương những Đức hay những người không thương những Đức, chúng ta mong rằng hãy hướng đến tình thương A-di-đà Phật, hãy hướng đến sự ngưỡng mộ A-di-đà Phật, hãy hướng đến sự thần tượng A-di-đà Phật. Đừng nên dối chúng ta nữa, hãy sống chân thật. Dù bản thân chúng ta còn sai, nhân quả chúng ta phải tin. Chúng ta không mê trong nhân quả, và chúng ta phải chân thật. Dù mình sai, mình cũng phải chân thật bằng cả tấm lòng mình. Và những Đức gỡ đến tất cả những vị trưởng đoàn, quý vị có nhân duyên, có công dẫn người đi đến để dự những pháp hội lớn như thế này, và tất cả những người, dù một người dẫn được một người, dẫn bà con dòng họ quý vị đã ở từng trong pháp hội này, nhưng Đức nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý vị sức khỏe và tín nguyện niệm Phật, kiên cố cả đời không thối tâm. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng Đức cũng nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý vị có niềm vui, có nụ cười, luôn luôn sống được đặc biệt tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh. Và cái tuyệt vời nhất đó là cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà luôn luôn đang trông chờ chúng ta để về thế giới cực lạc. Chúng ta đừng nên gông gũi nữa, đừng nên làm kẻ cùng tử lang thang nữa, đừng nên giả dối nữa. Hãy sống chân thật, bài tin nhân quả. Không có chuyện gì bỗng không đâu quý vị à. Phật Bồ Tát đến cuộc đời này dẫn thị hiện thiện và ác, dẫn thị hiện đúng và sai, thương và ghét. Chúng ta hãy nhìn lại chính chúng ta để chúng ta gầy dựng phương pháp tu, để đời này chúng ta về thế giới cực lạc. Những Đức mời quý vị coi những thước phim kỷ niệm từ khi những Đức mới đến chùa và hình thành những pháp hội và hình thành ngôi Tam Bảo được trang hoàng đẹp sạch sẽ như ngày hôm nay. Quý vị hãy nhìn, đây là công trên hòa thượng và tất cả chúng ta đều chung tay mới được mối nhân duyên này. Chúng ta luôn luôn ghi nhận tấm lòng, tình cảm, tình thương, mến thương con người đến với con người và mang tâm tha thứ cho nhau để cùng niệm Phật hướng về thế giới cực lạc. Mời quý vị coi thước phim kỷ niệm này nhé. A Di Đà Phật. Thầy về nơi đây đất thưa khô cằn, miền quê khó khăn cách xa thành đô. Thầy về nơi đây được mấy năm rồi, trong đêm hưu hát không bóng người qua, từng ngày mưa nắng lẻ loi một mình.
truyền Phật pháp dẫn lối bao người, rồi thầy cũng sẽ truyền Phật pháp dẫn lối bao người, rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn. Đường dài phía trước thầy bền tâm vững bước đi qua, dù lắm vất vả vẫn mong thầy không nản lòng, để ngày mai chúng con được thấy chính ở nơi đây cùng cha cùng mẹ, nhưng cùng chí hướng
cùng chung một tấm lòng. Còn bao nhiêu những khó khăn, còn bao nhiêu những mảnh đời cần chia sẻ, luôn cần quan tâm. Cần bao nhiêu những trái tim vun đắp ngày mai khát vọng yêu người hơn chính ta yêu mình. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh khuyên rằng các con những lời hay ý tốt. Dù có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Cầu xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn. Dẫu có thế nào, thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Bao nhiêu những khó khăn, còn bao nhiêu những mảnh đời cần chia sẻ, luôn cần quan tâm. Cần bao nhiêu những trái tim vun đắp ngày mai khát vọng yêu người hơn chính ta yêu mình. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh khuyên rằng các con những lời hay ý tốt. Dù có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Cầu xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn. Dẫu có thế nào, thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh khuyên rằng các con những lời hay ý tốt. Dẫu có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn. Dẫu có thế nào, thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy hơn. Dẫu có thế nào, thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Thank you.
nơi đây đã sói hiu điều. Chuông chùa bao năm không tiếng ngân vang, nhưng nhờ nhân duyên thầy về đây, tích chùa xưa cũ được dựng xây. Mỗi sớm mỗi chiều làng quê nghe tiếng chuông vang. Thầy ơi, bao năm vất vả nhọc nhằn, chỉ nguyện thầy tu vượt mọi khó khăn. Đức thầy thánh cao độ đàn con, chi say ân cần tiếng ôn tồn, đưa con vào đạo vượt mê đến nơi giác ngộ. Thầy ơi, lòng thầy từ bi độ chúng sinh, như ánh mặt trời buổi bình minh, xóa tan đêm mờ bao mịt mù đều tan biến hết. Thầy ơi, đệ tử hôm nay thầm ước mong, chí nguyện của thầy được thành công, chư Phật gia hộ thầy mạnh khỏe, chính pháp hoàng truyền. Lòng con thầm ước nguyện rằng, đạo hành của thầy từ bi sai khắp muôn nơi, cho hậu học con được nói theo gương thầy sáng ngời chí kiên cường. Chúng con xin phát nguyện học tu nhớ mãi ơn thầy. Đã sói hiu điều, chuông chùa bao năm không tiếng ngân vang, nhưng nhờ nhân duyên thầy về đây, tích chùa xưa cũ được dựng xây. Mỗi sớm mỗi chiều làng quê nghe tiếng chuông vang. Thầy ơi, bao năm vất vả nhọc nhằn, chỉ nguyện thầy tu vượt mọi khó khăn. Đức thầy thánh cao độ đàn con, chi say ân cần tiếng ôn tồn, đưa con vào đạo vượt mê đến nơi giác ngộ. Thầy ơi, lòng thầy từ bi độ chúng sinh, như ánh mắt trời buổi bình minh, xóa tan đêm mờ bao mịt mù đều tan biến hết. Thầy ơi, đệ tử hôm nay thầm ước mong, chí nguyện của thầy được thành công, chư Phật gia hộ thầy mạnh khỏe, chính pháp hoàng truyền. Giờ đây lòng con thầm ước nguyện rằng, đạo hành của thầy từ bi sai khắp muôn nơi,
cho hậu học con được noi theo gương thầy sáng ngời chí kiên cường. Chúng con xin phát nguyện học tu nhớ mãi ơn thầy, cho hậu học con được noi theo gương thầy sáng ngời chí kiên cường. Chúng con xin phát nguyện học tu nhớ mãi ơn.